chúng ta học bài 16 Uri Chibe On Sui -so yo trong giáo trình ôn 1B à, bạn ở đây chúng ta Uri Chibe là nhà chúng tôi On Sui -so yo bạn có đến nhà chúng tôi được không hoặc là nghĩa khác đó là mời bạn đến nhà chúng tôi nhé tiếng Việt chúng ta có thể dịch như thế và mục tiêu bài học của bài này à, đó là những nội dung sau chúng ta vào xem mục tiêu bài học bài bài 16 우리 집에 있어요 mục tiêu bài học ngày hôm nay đó là ừ, từ vựng đó là mô im là hội họp phu sa trạng từ bún bốc qua ngữ pháp vào biểu, hiện số 1 động từ đi với l suita su ta, ta", và động từ đi với l keo cái trên đó là động từ yên su ập ta, ta đấy là có thể hoặc không thể làm cái hành động gì đó. Đối với động từ có bát chim sẽ đi với ư, còn không có bát chim đi với l thêm vào thành bát chim. Ví dụ như là có thể làm thì là hal 수 있어요 Có thể đi là 할수 있어요 Động từ đi với Ưl keo đó là tôi sẽ, đây là chắc chắn chỉ dành cho ngôi một người nói thôi ạ. Ví dụ như là kal tôi sẽ đi. Baragim 일 Nói một, ha ki Lời mời. Ngữ pháp bảo biểu hiện hai. Động từ đi. với kata ota. Đi để làm gì đó hoặc đến để làm gì đó. Nếu có bát chim thì là thêm ư. Không có bát chim là không có ư. Tiếp theo. Động từ đi với ư miên sơ. Tức là vừa làm hành động gì đó, vừa làm hành động nào đó. Hoặc là trong khi làm hành động trước thì làm hành động sau nếu có bát chim động từ có bát chim thì đi với ư miên sơ không có bát chim đi với động từ đi với miên sơ phần maragi phong mun hagi tức là chúng ta tới thăm ai đó tức là thăm thăm nom tức cô maragi nghe và nói oje hanin kỳ chúng ta nghe những công việc của ngày hôm qua 통문 약속하는 theo 대화 듣기 Chúng ta nghe cái đoạn hội thoại về cái uh, cuộc hẹn giúp đỡ về cái hẹn giúp đỡ nhau 통 uh, 약속하기 chúng ta hẹn giúp nhau 읽고 쓰기 ở đây chúng ta có 주택하는 이메일 읽기 chúng ta đọc một cái email là mời chúng ta ta là mời đọc một cái thư cái thư gọi là chúng ta gọi là thư mời tiếp theo chú tế thế hắn tập trang sư gì chúng ta viết một cái trả lời về cái lời mời đó thêm nữa khoa chê thực hành Môi kế hoạch kỳ chúng ta lên kế hoạch một cái buổi gặp mặt hoặc là buổi hội thảo tiếp theo phần hoa sản chép phần văn hóa chip từ đi sơn bùn chip từ đi đây là uh, lên nhà mới sơn bùn sơn bùn tức là quà tặng quà tặng dành cho người lên nhà mới phần phát âm kiêng âm hoa tree kiêng hoa sam đó là À, âm căn hóa 3 thì chúng ta là học lần lượt từng phần này trong phần bài học ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần từ vựng. Ơ Chúng ta có, chúng ta có từ vựng kế hoạch là kế hoạch. chu thế là mời. Yên lắc là liên lạc. Chuẩn là chuẩn bị. Chúc là chúc mừng. Xuân là tặng quà. 식사하다, 농 bữa. 중다. 계획하다, 계획하다. 초대하다, 초대하다. 연락하다, 연락하다. 준비하다 준비하다 축하하다 축하하다 선물하다 선물하다 식사하다

là tốt là kỹ là giỏi thì tất cả những cái trạng à, từ này đều đứng trước động từ các bạn nhé lưu ý đều đứng trước động từ ví dụ chân chân đi khai ô đi chậm thôi pali khai ô đi nhanh in chích iron à, dậy sớm nứt kê khai ô và nứt kê iron dậy muộn

빨리, 빨리 일찍, 일찍 늦게 늦게 조금 조금, 많이, 많이, 열심히, 열심히, 잘, 잘 ta sang phần tiếp theo bây giờ chúng ta nối đầu tiên là đây ạ bánh này là gì ạ xích xa hay là chô te hay là chúc kha hay là chuẩn bị ạ chuẩn bị là chuẩn bị chuẩn bị đúng không ạ tiếp theo là dùng bữa xích xa là tiếp theo là mời chô te và chúc mừng đó là chúc kha ta 네 전화요. 마중다. 공연 놉 빨리 뛰라 가요. 인직 일어났어요. 조금 비가 조직 조금 와요. 비가 많이 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 와요. 비가 많이 와요. 열심히 공부하세요. 해학잠지 잘 들으세요. 잘 들으세요. nghe cho kỹ. 늦게 일어나서요. 천천히 가요. 천천히 가요. chúng ta sang phần tiếp theo. Ngữ pháp số 1 ở trong bài này đó là động từ đi với lờ ưn su ít ta, ta. Có thể hoặc là không thể làm được hành động gì đó. Khi động từ có bát chim sẽ đi với ưn, khi không có bắt chim sẽ đi với l và thêm chữ l vào cái uh, âm cuối của động từ để thành có bắt chim ví dụ, 금요일에 모임 모임에 올수 있어요. 오다 đến, 데인 올수 있어요. 네갈수 있어요. vâng tôi có thể tôi có thể đi. 금요일 모임에 올수 있어요. 네, 갈수 있어요. 금요일 모임에 올수 있어요? 네. 갈수 있어요. 금요일 모임에 올수 있어요? 네. 갈수 있어요. c h 팀이 g ta t ì 있고 위내여 오다 오늘 모험에올수 있어요? 뜨뜻 câu 올수 있어요? 아니요. 간수 간 없어요. 갈수 없어요. 배가 아파서 조금 밥을 먹을 수 없어요. 조금 밥을 먹을 수 없어요. 한국 뉴스 들어요? 반가. nghe tin t 아니요. 너무 어려워서 rất khó nên làm sao 수 들은 수 없어요. 들은 수 없어요. 저는 한국 요리를 배웠어요. 또난학 너한 한국 너한 먼 한. 그래서 분 고기를 만든 만든 수 있어요. 만든 수 있어요. 아이까 그 밥도 못 넣어라. 너부터 리뷰를 넣을 수 있다. 넣을 수 없다라. có thể hoặc là không thể thực hiện một hành động gì đó khi chúng ta có thể hoặc không thể thực hiện hành động gì đó chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc này để chúng ta nói chúng ta sẽ vào ngữ pháp tiếp theo ngữ pháp số 2 động từ đi với l l -E nếu động từ có bắt chim sẽ đi với l nếu động từ không có bắt chim sẽ đi với l k, -E chim, với l -K -E các bạn xem ví dụ cái động từ này ở cái cấu trúc ngữ pháp này có nghĩa là tôi sẽ nhưng mà đây là một lời hứa inkopsikaji uri chipuro oseo đến bảy giờ bảy giờ đến nhà chúng tôi nhé để inkopsikaji kalkeo bây giờ tôi sẽ đến nhà bạn 7시까지 우리 집으로 오세요. 네, 7시까지 갈게요. 7시까지 우리 집으로 오세요. 네, 7시까지 갈게요. 7시까지 우리 집으로 오세요. 네, 7시까지 갈게요. Chúng ta sẽ xem một số ví dụ để hiểu thêm phần ngữ pháp này. 누가 살 살게요? Ai đã mua cái bánh này vậy? À, ai sẽ mua cái bánh sinh nhật ạ? 제가 살게요. 살게요. Không có bắt chìm thêm la vào게요. 정우 씨 한국어 공부를, 한국어 공부 좀 도와주세요. 네, 제가 도와줄게요. 도와줄게요.

trừr게요. Tiếp theo, 창문 좀 열어 주세요. 막혀서 어둡다요. 네, 제가 지금 열게요. Vâng, tôi sẽ mở. Thì chúng ta sử dụng như vậy. Chúng ta tiếp tục bài số 16, phần giáo trình số 1B. À, chúng ta ở bài này chúng ta có đoạn hội thoại đó là Parki il À, sao mình, so à, mình Hôm nay bạn có bạn không? 아니요. 별일 없어요. So không có việc gì đặc biệt. 그런데 왜요? Thế nhưng sao vậy? 저의 그날 저 우리 집에서 파티를 하려고 해요. Sau khi kết thúc cái buổi thi thì tôi định làm một bữa tiệc ở nhà chúng tôi. Sao mình chi <laughs> tô suy sở hữu? Bạn sao mình cũng có thể đến được chứ? Để ca suy sở Vâng, tôi có thể đi được. Biết si chim khả Mấy giờ thì đi đến được nhỉ? In cốp si <laughs> chim ô Khoảng độ 7 giờ thì hãy đến nhé. Để cho ai <laughs> In cốp si kaji chi khả Tôi sẽ đi vào lúc 7 giờ tôi sẽ đi đến lúc 7 giờ. 그런데 파티 준비 다 했어요. Thế nhưng cái việc chuẩn bị cho bữa tiệc ấy, tất cả xong hết chưa? 다 했어요. Xong hết chưa? 제가 좀 도와줄까요? Tôi giúp đỡ cho nhé. 그럼 케이크 케이크 좀 주세요. 그럼 케이크 là bánh ngọt. 좀 사주세요. Làm ơn mua cho tôi cái bánh ngọt. 바빠서 케이크를 아직 못 Vì là bạn nên chưa mua được cái cake bánh ngọt. 네, 그럼 제가 케이크를 살게요. Vậy thì tôi sẽ mua bánh ngọt cho. Nội dung đoạn hội thoại là như thế này. Bạn là Nana mời bạn sau mình sau khi kết thúc kỳ thi thì đến nhà làm bữa tiệc. Và

샤오밍 씨도 올수 있어요? 네, 갈수 있어요. 몇 시쯤 갈까요? 7시쯤 오세요. 네, 좋아요. 7시까지 갈게요. 그런데 파티 준비 다 했어요. 제가 좀 도와줄까요? 그럼 케이크 좀 사주세요. 바빠서 케이크를 아직 못 샀어요. 네, 그럼 제가 케이크를 사갈게요. 샤오밍씨, 오늘 저녁에 바빠요? 아니요, 별일 없어요. 그런데 왜요? 시험이 끝나서 우리 집에서 파티를 하려고 해요. 샤오밍씨도 올수 있어요? 네, 갈수 있어요. 몇 시쯤 갈까요? 일곱 시쯤 오세요. 네, 좋아요. 일곱 시까지 갈게요. 그런데 파티 준비 다 했어요? 제가 좀 도와줄까요? 그럼 케이크 좀 사주세요. 바빠서 케이크를 아직 못 샀어요. 네, 그럼 제가 케이크를 사갈게요.

나나. 아니요, 별일 없어요. 그런데 왜요? 네, 갈수 있어요. 몇 시쯤 갈까요? 네, 좋아요. 일곱 시까지 갈게요. 그런데 파티 준비 다 했어요? 제가 좀 도와줄까요? 네, 그럼 제가 케이크를 사갈게요. 샤오밍 씨, 오늘 저녁에 바빠요? 아니요, 별일 없어요. 그런데 왜요? 시험이 끝나서 우리 집에서 파티를 하려고 해요. 샤오밍 씨도 올수 있어요? 네, 갈수 있어요. 몇 시쯤 갈까요? 일곱 시쯤 오세요. 네, 좋아요. 일곱 시까지 갈게요. 그런데 파티 준비 다 했어요? 제가 좀 도와줄까요? 그럼, 케이크 좀 사주세요. 바빠서 케이크를 아직 못 샀어요. 네, 그럼 제가 케이크를 사갈게요. <놀람> Kelly si chingu han chingu ga Đây là vì là lý do lý do vừa nãy là lý do kết thúc kỳ thi. Đây là Kelly si chingu ga Vì là bạn của Kelly đến Hàn Quốc và bạn ấy chưa mua cái gì ạ? Umju su là umju su là nước ép trái cây. Tiếp theo tình huống số 4 là lý do làm tiệc đó là gì? Chinancho Isar 해서 là tuần trước thì chuyển nhà thì làm bữa tiệc và thiếu cái gì ạ? Thiếu quầy trái cây. Tiếp theo lý do làm tiệc đó là Vinson Cigar Thom Chue là vì là tuần sau Vinson là đi về quê. Thiếu gì ạ? Thiếu quà. Đây, chúng ta có tình huống như vậy. Phần bài này chúng ta đọc đi đọc lại và chúng ta luyện tập những câu trong phần bài này. Đây là phần nói 1 của bài 16, giáo trình sâu 1B. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần 2, đó là phần bớp 2, ngữ pháp 2 của bài học. Ngữ pháp 2 trong phần này đó là động từ đi với ư, rô kata hoặc là động từ đi với uro ota có nghĩa là đi để làm gì đó và hoặc là đến để làm gì đó ở đây chúng ta lưu ý là ư khi động từ có bát chim thì chúng ta có ư không có bát chim thì là không có ư à, chúng ta xem ví dụ ota kayo bạn đi đâu đấy quay sarer quay sarer 시장에 가요. 리내 어디에 가요? 과일 사러 시장에 가요. 어디에 가요? 과일 사러 시장에 가요. 어디에 가요? 과일 사러 시장에 가요. để hiểu thêm ngữ pháp này chúng ta xem một số ví dụ bên à, phía bên phải ô khai bạn đi đâu bé khoai chơi mê ô cu ta. thì là cu không có bát chim thì là bakuro khai ố bakuro khai ố ơn hè quê khai tại sao đi đến ngân hàng thôn ơn chát có bát chim 찾, 찾으러 가요, 찾으러 가요. 어떻게 오셨어요, 마내레 네, 거백지? 네, 김 선장님은 만나러, 만나러 왔어요, 만나러 왔어요. 내내 n gặp, tôi đã đến để gặp Kim s o a n g n i m 제 룸메이트는 지금 집에 없어요. bạn cùng phòng tôi bây giờ không, đang không có ở phòng, đang không có ở nhà. 수업은 듣다, 들으러, 갔어요. 들으러, 갔어요. bạn ấy đã đi học rồi. 나나시, 이번 주말에, 나나, 이번 주말 cuối tuần này, 우리 집에 놀다, 놀러, Nol tá thì là nón thì chữ lò vì có chữ lò nên không như được coi như là động từ không có bắt chim thì nol với rơ thì đều có hai chữ lò thì sẽ đọc tất cả hai chữ này là l nol chúng ta đây ô xe 오세요 Nê 오세요 네 갈게요. vâng tôi sẽ đi đây là phần ngữ pháp số 1 trong phần nguồn verb 2 đó là động từ đi với uro kata, động từ đi với uro ota là đi để làm gì hoặc là đến để làm gì. Chúng ta sang phần ngữ pháp tiếp theo. Phần ngữ pháp tiếp theo trong phần bài 16 đó là động từ đi với ư miên sơ. Tức là vừa làm hành động gì đó vừa làm hành động này vừa làm hành động khác ví dụ như ở đây chúng ta đấy là động từ đi với ư miên sơ thì nếu động từ có bát chim thì đi với ư không có bát chim thì đi với miên sơ không chúng ta xem ví dụ Yêu hoa phù miên sơ po đây không có bát chim thì chỉ đi với miên sơ Yêu hoa phù miên sơ pop corn ớn mở cửa vừa xem phim vừa ăn bóng ngô nhé 네, 좋아요. 그럼 또? 영화 보면서 팝콘을 먹을까요? 네, 좋아요. 영화 보면서 팝콘을 먹을까요? 네, 좋아요. 영화 보면서 팝콘을 먹을까요? 네, 좋아요. chúng ta xem một số ví dụ để hiểu thêm trong phần này Trơn hoa hachimaseo đừng gọi điện thoại Đây là un trơn ha miên sơ vừa lái xe đừng vừa gọi điện thoại xin môn x, ta chinh ta, kita xin môn sơ vừa đọc báo vừa chào bạn 저는 음악은 듣다 들으면서 공부해요 tôi vừa nghe nhạc vừa học 우리는 케이크를 만들면서 만들면서 이야기했어요 tôi vừa làm bánh ngọt vừa tôi vừa làm bánh sinh nhật vừa nói chuyện chúng tôi vừa làm bánh sinh nhật vừa nói chuyện đây là ngữ pháp số 2 ngữ pháp số 1 đó là động từ đi với đi với Euro Kata, Euro Ota. Còn thứ hai là động từ đi với u Miên -so". Chúng ta chú ý phần 2 chúng ta học hai ngữ pháp như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần số 3. Sau sang phần số 2 nói đó là Maraki -i. Trong phần bài 16 Maraki -i này tình huống tiếp theo chúng ta có là cuộc nói chuyện giữa Nana và Chuliang. Chúng ta cùng nhau dịch đoạn này chuyên 어서 들어오세요. 덥죠 chuyên 반 si, bạn 어서 들어오세요. vào, xin mời vào. 덥죠 Nóng chứ? 아니에요, không. 초대해 줘서 고마워요. cảm ơn bạn đã mời tôi. 집이 정말 좋네요. 집이 정말 좋네요. 呃, cái ngôi nhà rất là đẹp. thật sự đẹp buổi gì vậy chúng tôi chắn bột hết rồi dọn vệ sinh còn chưa được sạch sẽ dọn vệ sinh còn chưa được tốt thế này room bed thừa nên chỉ bạn cùng phòng không có nhà để thư viện để không bùa được thật sôi ở đại học ở đại học nên bạn đã đi đến thư viện bạn đã đi đến thư viện đại học

Tanashi, Nana, Mianeo, xin lỗi. Khi đi phục chấp bây giờ, chú cùm được chút cô Vì là đường rất là đông cho nên là có thể là sẽ đến muộn một chút. Pali kiểu, tôi sẽ đến đi nhanh. Quên chát này không sao. chỉ cùm, chuyên lăng xì mán hoạt Bây giờ, chỉ có bạn chuyên lăng đã đến thôi ạ. Chân chân hiểu sởi Hãy đi từ từ thôi. Đây là tình huống số 1, bạn uh, Chun Leng đến nhà bạn uh, Nana để thăm nhà mới thì bạn cùng phòng của Nana thì lại đi học ở trên thư viện. Và trong lúc uh, xem vừa xem TV vừa chờ những người bạn khác. Và trong khi đó Winston thì uh, xin lỗi bởi vì đường đông quá sẽ phải đến muộn. Đây là tình huống uh, đi thăm nhà mới của uh, các bạn ở trong phần bài này. Chúng ta sẽ nghe 줄리앙씨, 어서 들어오세요. 덥지요? 아니에요. 초대해줘서 고마워요. 집이 정말 좋네요. 머려, 청소도 잘 못했어요. 룸메이트는 집에 없어요? 네, 도서관에 공부하러 갔어요. 다른 친구들은 아직 안 왔어요? 곧올 거예요. 텔레비전 보면서 좀 기다려 주세요. 여보세요, 스티븐 씨? 무슨 일 있어요? 나나 씨, 미안해요. 길이 복잡해서 조금 늦을 거예요. 빨리 갈게요. 괜찮아요. 지금 줄리앙 씨만 왔어요. 천천히 오세요. 줄리앙 씨, 어서 들어오세요. 덥지요? 아니에요. 초대해 줘서 고마워요. 집이 정말 좋네요. 뭐요? 청소도 잘 못했어요. 룸메이트는 집에 없어요? 네. 도서관에 공부하러 갔어요. 다른 친구들은 아직 안 왔어요? 곧올 거예요. 텔레비전 보면서 좀 기다려 주세요. 여보세요? 스티븐 씨? 무슨 일 있어요? 나나 씨, 미안해요. 길이 복잡해서 조금 늦을 거예요. 빨리 갈게요. 괜찮아요. 지금 줄리앙 씨만 왔어요. 천천히 오세요. 이제 저희는 줄리앙과 스티븐의 장면을 보여 드리겠습니다. 줄리앙 들어오세요. 덥지요? 머리요? 청소도 잘못 했어요. 네, 도서관에 공부하러 갔어요. 곧올 거예요. 텔레비전 보면서 좀 기다려 주세요. 여보세요? 스티븐 씨? 무슨 일 있어요? 괜찮아요. 지금 줄리앙 씨만 왔어요. 천천히 오세요. 지금부터는 나나의 어깨를 잡아야 합니 시작. 아니에요. 초대해줘서 고마워요. 집이 정말 좋네요. 룸메이트는 집에 없어요? 다른 친구들은 아직 안 왔어요? 나나씨, 미안해요. 길이 복잡해서 조금 늦을 거예요. 빨리 갈게요. Sau khi chúng ta đã nghe và chúng ta đóng vai, bây giờ chúng ta sẽ nghe lại đoạn hội thoại này và chúng ta không nhìn vào, vào phần chữ. Julian 씨, 어서 들어오세요. 덥지요? 아니에요. 초대해 줘서 고마워요. 집이 정말 좋네요. 머려. 청소도 잘못 했어요. 룸메이트는 집에 없어요? 네. 도서관에 공부하러 갔어요. 다른 친구들은 아직 안 왔어요? 곧올 거예요. 텔레비전 보면서 좀 기다려 주세요. 여보세요, 스테이븐 씨. 무슨 일 있어요? 나나 씨, 미안해요. 길이 복잡해서 조금 늦을 거예요. 빨리 갈게요. 괜찮아요. 지금 줄리앙 씨만 왔어요. 천천히 오세요. <목소리> tình huống là bạn cùng phòng bạn đi học ở thư viện và thứ hai đó là vừa xem tivi vừa chờ thì chúng ta xem ở phần thứ hai đó là bạn cùng phòng bạn ấy đi đến phía khoai để shopping và quay mở người miền sơ khi Yêu quay mở người miền sơ là ăn trái cây vừa ăn trái cây vừa chờ giúp tôi tình huống số 3 là đi ngân hàng bạn cùng phòng bạn đi ngân hàng để rút tiền và bạn này bạn ấy vừa chip cu kiêng hamen do à, chip cu kiêng hata là thăm cái căn nhà xem cái ngôi nhà đó tình huống thứ tư đó là suobun tururo kasoyo bạn ấy phải đi học ở trường và chấp chirun pomen sơ tức là vừa đọc tạp chí vừa chờ đấy là những cái tình huống mà chúng ta khi mà một người bạn đến nhà chúng ta bảo người ta chờ thì vừa làm cái gì đó vừa chờ thì chúng ta cho cái tình huống đó ví dụ hỏi bạn đi đâu ví dụ hỏi em đi đâu hay hỏi bố mẹ đi đâu thì cũng, chúng ta cũng có thể đưa ra những cái lý do là ví dụ như là bố đi làm hoặc là mẹ đi à, tới nhà bạn thì những cái lý do đấy thì chúng ta cũng có thể đưa vào Rồi chúng ta sẽ sang phần tiếp theo cô tức cô mà là gì Tiếp theo chúng ta sẽ xem phần thức cô này. Thức cô nghe và nói. Chút bì. Nếu bạn gặp bạn bè của mình thì bạn làm gì? Chân thức cô Yon Kena Nghe cho kỹ và nói. Chào thức cô. 연결하세요. 1. 마리코 씨, 어제 뭐 했어요? 지연 씨 집에 갔어요. 지연 씨하고 같이 식사하면서 이야기했어요. 음식도 맛있고 아주 즐거웠어요. 마리코 드디딘 안 웬가? 이, 아키라 씨. 어제 파티에 왜안 왔어요? 일이 너무 많아서 갈 수가 없었어요. 너무 바빠서 식당에도 못 가고 빵 먹으면서 일했어요. 아에 nhiều việc nên k h ô n 1. 3. 나나 씨. 어제 시험 끝나고 뭐 했어요? 친구들하고 노래방에 갔어요. 노래하면서 춤도 췄어요. 정말 재미있었어요. 바나나 노래방. 하 4. 샤오밍 씨도 어제 노래방에 같이 갔어요? 아니요. 저는 피곤해서 일찍 집에 갔어요. Sao mình thì hôm qua là ở nhà vừa nghỉ ngơi vừa nghe nhạc. Và chúng ta xem Yujin. Còn lại hai bức tranh đều là xem phim nhưng một cái là xem phim buồn ở dưới ở ngoài dạp và xem phim thú vị ở nhà. Ồ. Oh. 유진 씨는 어제 뭘 했어요? 스티븐하고 같이 영화 보러 극장에 갔어요. 영화가 어땠어요? 너무 슬퍼서 영화 보면서 많이 울었어요. 이 â y 서 잘 듣고 연결하세요. 1. 마리코 씨, 어제 뭐 했어요? 지연 씨 집에 갔어요. 지연 씨하고 같이 식사하면서 이야기했어요. 음식도 맛있고 아주 즐거웠어요. 2. 아키라 씨, 어제 파티에 왜안 왔어요? 일이 너무 많아서 갈 수가 없었어요. 너무 바빠서 식당에도 못 가고 빵 먹으면서 일했어요. 3. 나나씨, 어제 시험 끝나고 뭐 했어요? 친구들하고 노래방에 갔어요. 노래하면서 춤도 췄어요. 정말 재미있었어요. 4. 샤오밍 씨도 어제 노래방에 같이 갔어요? 아니요. 저는 피곤해서 일찍 집에 갔어요. 집에서 음악 들으면서 쉬었어요. 오. 유진 씨는 어제 뭘 했어요? 스티븐하고 같이 영화 보러 극장에 갔어요. 영화가 어땠어요? 너무 슬퍼서 영화 보면서 많이 울었어요. Đây là phần nghe số 1 và chúng ta đã nối xong. Chúng ta sang phần nghe số 2. Yorobunen isa het Các bạn đã thử đã từng chuyển nhà chưa? Đã thử chuyển nhà chưa? Duka toa Ai đã giúp đỡ cho bạn? Thì ở đây chúng ta sẽ nghe phần số 2. Là chán thực cô. Banen kusun kuruseyo. Hãy nghe kỹ và chọn đáp án đúng. Kelly의 이사 계획은 무엇입니까? Kế hoạch chuyển nhà của Kelly là gì. EU 이사 이사하려고 해요. bạn định chuyển vào chủ nhật. 학교 앞으로, 학교 앞으로 이사하려고 해요. bạn định chuyển đến phía trước trường học. 친구들과 함께 이사하려고 해요 bạn ấy định chuyển nhà cùng với các bạn của mình. thứ hai là, mát nâng cơ sân hãy chọn cái đúng. kelly 씨는, bunker ni bà na so, isa râl vì là, bạn ấy có nhiều đồ, nên phải chuyển nhà. chuliang 씨는, chuliang ân kelly râl tòa chulko heo. chuliang sẽ giúp kelly. chuliang Kelly hẹn thuê Babul sál cơ. sẽ mua cơm cho Kelly. Thì chúng ta xem nội dung, nghe nội dung của bài và chúng ta sẽ chọn đáp án đúng trong hai phần câu hỏi này. Chúng ta lắng nghe. Chào, thưa 맞는 것을 고르세요. 켈리 씨, 주말에 뭐 해요? 같이 영화 보러 갈까요? 미안해요, 줄리앙 씨. 이번 토요일에 이사를 해야 돼요. 이사요? 왜요? 지금 사는 집이 학교에서 좀 멀어서요. 어디로 이사를 해요? 학교 앞으로요. 누가 도와줘요? 친구들한테 이야기 했어요? 아니요. 물건이 안 많아서 혼자 하려고 해요. 그럼 내가 도와줄까요? 정말요? 정말 도와줄 수 있어요? 그럼요. 토요일에 몇 시까지 갈까요? 그럼 아침 10시까지 집으로 좀 와주세요. 네, 10시까지 갈게요. Julian 씨 정말 고마워요. 이사 끝나고 같이 식사해요. 제가 살게요. 좋아요. Đáp án trong phần này đó chính là bạn này bạn muốn chuyển nhà đến phía trước trường bởi vì bây giờ đang ở xa xa trường quá. Và thứ hai nữa là chuyển nhà vào thứ bảy chứ không phải chuyển nhà vào chủ nhật. Và bạn có ít đồ nên bạn định chuyển đồ chuyển nhà một mình. Và cái thứ hai, Kelly Mana, Manazo Isayu, cái này không đúng bởi vì bạn có ít đồ và bạn chỉ muốn là chuyển nhà đến gần trường thôi, cho nên lý do này không đúng. Tiếp theo, Chulian Kelly Tua Chulkeo, cái này chắc chắn đúng bởi vì bạn Chulian bạn sẽ giúp Kelly chuyển nhà. Số 3 là Chulian Kelly Hante Pabun Salkeo, cái này bạn sau khi chuyển nhà xong thì bạn Kelly bạn ấy mời bạn Chun Leng cơm chứ không phải là bạn Chun Leng mời Kelly cơm đây các bạn câu số 1 đáp án 2 và câu số 2 cũng là đáp án 2 các bạn chú ý phần Maragi Yerobonen Yeril Honcha Hansu of Sumyan Otke Heo có những việc các bạn không thể làm một mình được thì các bạn làm thế nào? Chingua Yegi Heboseo, các bạn hãy nói chuyện với bạn bè, 네, 이사해야 돼요. 그런데 물건이 많아서 혼자 할수 없어요. 그래서, 그래요? 제가 도와줄까요? 정말 도와줄 수 있어요? 그럼요. 제가 도와줄게요. 고마워요. 그럼 이사 끝나고 제가 저녁을 살게요. Chú ai ư? xích sa hà rô cái bạn này vừa cần chuyển nhà và uh, một mình không làm thế nào được, thì bạn này bạn giúp đỡ, Thật, bạn sẽ có bạn có thể giúp đỡ được tôi chứ? Tuy nhiên rồi tôi sẽ giúp đỡ, xin lỗi uh, cảm ơn và sau khi chuyển nhà xong thì tôi sẽ mời ăn tối, chú ai Tiếp theo chúng ta sang phần Iko Suki, đọc và viết ở đây trong phần đọc chúng ta 어떻게 Nếu bạn có một buổi họp, một buổi tụ tập, thì bạn sẽ liên lạc với nhau bằng cách nào? Đầu tiên là đến gặp nói chuyện, thứ hai gọi điện thoại, thứ ba là gửi tin nhắn và thứ tư là gửi thiệp. Thì uh, chúng ta có thể là áp dụng nhiều cái biện pháp và tùy từng đối tượng chúng ta có thể liên lạc bằng cách nào gần hoặc là hay gặp nhau chúng ta có thể nói chuyện chúng ta có thể gọi điện thoại gặp trực tiếp gọi điện thoại không được gặp nhau không được thì chúng ta có thể nhắn tin và chúng ta nếu các trường hợp này mà không thể phản hồi chúng ta có thể gửi bưu tiếp tiếp theo ilki. chúng ta Thảm ơn cô nế, chúng ta đọc nội dung đoạn văn này và chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi ở bên dưới Ingvann Chingkud 안녕하세요 스티븐이에요 Xin chào các bạn lớp cấp 1. Tôi là Steven. 이번 금요일에 한국의 한국어 1급 공부가 모두 끝나요. Vào thứ sáu tuần này lớp cấp 1 cái việc học lớp cấp 1 ấy tất cả sẽ kết thúc. 고향으로 돌아가는 친구도 있고 có những người bạn sẽ đi về quê. 회사 đi... 바빠서 2급 공부를 한수 없는 친구도 있어요. Vì là công việc bận nên không học lớp cấp 2. Những cái bạn mà không học lên lớp cấp 2 được cũng có. 그래서 이번 주말에 Vì vậy nên cuối tuần này 같이 식사를 하고 싶어요. Vì vậy nên cuối tuần này tôi muốn cùng nhau Ăn bữa cơm. 여러분, 이번 토요일 저녁에 시간 있어요? c 러분 bạn cuối tuần này 어 토요일, 토요에시간 không? 맛있는 음식 은 먹으면서 이야기도 하고 함께 즐거원진거원 시간을 보내고 싶어요. 저이는 là c có một khoảng thời gian vui vẻ cùng với nhau vừa ăn cơm vừa nói chuyện ôn xôi ít nên chinh cu rứt chơi email rứt pone chu những bạn mà có thể đến được thì hãy gửi email lại cho tôi krigo chôn 식당이 tangi 목요일까지 mục yuil kaji yaki chôm chu và nếu mà có cái nhà ăn nào tốt có nhà hàng nào tốt thì đến thứ năm, các bạn giới thiệu cho tôi. Cham, nào, chị ga, Nana sẽ email chu số -so Rosen Bolayo. Cham, nhưng mà tôi không có email của Nana, tôi không biết email của Nana. Nana sẽ email chu số -so anh nên chung của Nen, Nana sẽ hẹn the liên lạc chung hãy chúc xô những người bạn nào mà biết cái địa chỉ email của nana thì làm ơn hãy liên lạc với nana giúp tôi chrome yorubore tap chang Kiều vậy cuối cùng tôi uh, chờ cái thư trả lời của các bạn steven à, và cái uh, steven ivan tojin bạn steven này bạn ấy muốn làm gì vào ngày chủ nhật

이번 금요일에 한국어 1급 공부가 모두 끝나요. 고향으로 돌아가는 친구도 있고, 회사 일이 바빠서 2급 공부를 할수 없는 친구도 있어요. 그래서 이번 주말에 같이 식사를 하고 싶어요. 여러분, 이번 토요일 저녁에 시간 있어요? 맛있는 음식을 먹으면서 이야기도 하고, 함께 즐거운 시간을 보내고 싶어요. 올수 있는 친구들은 저에게 이메일을 보내주세요. 그리고 좋은 식당이 있으면 목요일까지 이야기 좀 해주세요. 참, 제가 나나 씨의 이메일 주소를 몰라요. 나나 씨 이메일 주소를 아는 친구는 나나 씨한테 연락 좀 해주세요. 그럼 여러분의 답장을 기다릴게요. 스티븐 주말에 시간 있어요? 1급 친구들 안녕하세요. 스티븐이에요. 이번 금요일에 한국어 1급 공부가 모두 끝나요. 고향으로 돌아가는 친구도 있고, 회사 일이 바빠서, 2급 공부를 할수 없는 친구도 있어요. 그래서 이번 주말에 같이 식사를 하고 싶어요. 여러분 이번 토요일 저녁에 시간 있어요? 맛있는 음식을 먹으면서 이야기도 하고 함께 즐거운 시간을 보내고 싶어요. 올수 있는 친구들은 저에게 이메일을 보내주세요. 그리고 좋은 식당이 있으면 목요일까지 이야기 좀 해주세요. 참, 제가 나나 씨의 이메일 주소를 몰라요. 나나 씨 이메일 주소를 아는 친구는 나나 씨한테 연락 좀 해주세요. 그럼 여러분의 답장을 기다릴게요. 스티븐 네, 판 독. 독, chúng ta vừa x e 독 và phần đọc uh, có câu hỏi số 3 đó là Manon Kursun Kuroseo uh, chúng ta chọn cái đúng Steven C. qua chinh cụ tư rân mô tu hàn gô cơ công bú rớt công bú cái này không phải đúng không ạ cái này thì bạn ấy nói là um, lên lớp cấp 2 thì có một số bạn về quê hoặc là có một số bạn bận ở công ty không đi học được. Chinh cụ tư ca chi Steven hắn thế Ye là gần hè Cái này chúng ta là gì ạ Thôi là buổi tối là ngày à, Là ngày ngày đi ăn rồi Cho nên là bạn liên lạc đến Hết ngày thứ năm Steven chỉ chỉ gồm nà nà thế Email rừng bổ nên su sổ Bây giờ là Steven không gửi thư được tới cho Nana, cho nên đáp án sẽ là câu 3 bạn ấy không có email của Nana. Tiếp theo, 여러분 phần Suki phần viết 토요일 모임에 수 있어요? Bạn có thể đi được đến buổi tiệc vào ngày thứ bảy không? 좋은 식당은 알고 있어요? Bạn có biết nhà hàng nào tốt không? Steven si, Steven에게 답장은 보내 보세요. Bạn thử viết thư để gửi cho Stephen. phần thực hành chia qua chia qua các chị muốn chúng ta lên kế hoạch một buổi tập trung một buổi họp sản phần, uh, văn hóa ấy, là phần văn hóa. 여러분 bạn quê hương ở từ xa các bạn có thể làm Khi chúng ta chuyển nhà, khi chúng ta chuyển nhà thì có mời? gia đình hoặc bạn bè đến thăm nhà mới không ạ? Có đúng không ạ? Ở đây ạ những cái đồ vật khi mà tặng những cái món quà khi mà tặng nhà mới đối với người Hàn Quốc là gì? Đầu tiên là đi là mua giấy vệ sinh đi. Sechirun là mua bột giặt đi. 이 선물들은 miền do vừa cho cái quà này irke yagi hamnida và chúng ta nói như thế này puja tuê seo puja là hãy nhanh có nhiều tiền chúc mừng chúc mừng nhà mới và mong rằng có nhiều tiền và tiếp theo là chúng ta có phần phát âm ở hôm nay chúng ta có phần phát âm là âm cờ âm sò thì khi mà đằng trước có lò hoặc là ư thì đọc thành âm căng 예, 비슷하니까 갈 거예요. 확라 할수 있어요. 할수있 주의이 밖. 그리 이제, 이건 규칙, 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 3. 볼수 있어요. 1. 먹을 거예요. 2. 살게요. 3. 볼수 있어요. 모비 1. 저는 수영을 할수 있어요. 2. 주말에 친구를 만날 거예요. 3. 누가 케이크를 준비할 거예요? 제가 준비할게요. 저는 케이크를 만들 수 있어요. 4. 길이 복잡해서 조금 늦을 거예요. 빨리 갈게요. 괜찮아요. 천천히 오세요. 1. 저는 수영을 할수 있어요. 2. 주말에 친구를 만날 거예요. 3. 누가 케이크를 준비할 거예요? 제가 준비할게요. 저는 케이크를 만들 수 있어요. 4. 길이 복잡해서 조금 늦을 거예요. 빨리 갈게요. 괜찮아요. 천천히 오세요. 오늘은 마지막 영상으로 마지막 영상 chương trình cấp 1 của giáo trình Seoul Tekyo Hanguko, giáo trình của trường Đại học Quốc gia Seoul, trường số 1 tại Hàn Quốc hiện nay. Và à, tôi mong muốn các bạn sau khi kết thúc lớp cấp 1 này, chúng ta đầu ra sẽ là lớp đầu ra sẽ là topic cấp 1. Ở tại trung tâm sẽ có sự hướng dẫn về những cái quy tắc hoặc là những cái thủ thuật để chúng ta làm bài thi topic 1 mà 100% chúng ta sẽ đạt kết quả. À, ở đây chúng ta bài 16 chúng ta đã học về có thể làm việc gì đó. Thì chúng ta cũng học những, những cái ngữ pháp như là đi để làm gì hoặc là đến để làm gì. Hoặc là tôi muốn. Ở bài trước bài 15 chúng ta học tôi muốn hoặc người khác muốn. Thì chúng ta những cái nội dung như thế này chúng ta sẽ học được. À, chúng ta sẽ có tính ứng dụng rất là cao trong quá trình làm việc, học tập ở tại Việt Nam hoặc là ở Hàn Quốc. Xin chào các bạn, hẹn các bạn ở những khoa học tiếp theo.